qua là thời bình, nay vì dịch Covid ép theo ta chuyển mình sang thời kỳ chiến tranh. Dẫu còn gian khó, muôn người cùng chung lòng, ơi họ ơi, ơi họ. Thương sao đất Quảng Đà, nắng lửa và Covid, gian nan không sơn lòng, kết đoàn vượt khó khăn. Người kéo cáp, người bán hàng, giữa gian lao cùng mỉm cười. Người ép theo khắp bắc Trung Nam, vượt Covid chăm sóc khách hàng, hạ tầng hay thuế. Đó tu đó mà vẫn giữ an toàn. Khi xưa đến tận nhà, nay dịch bệnh Covid ép ô luôn tận tình. Khách hàng mình tin yêu, chất lượng trên hết ân cần chuyên nghiệp, không kể xa hay gần. Xéo lên phiêu một ngày, kỹ thuật sẽ kéo ngay, thu ngân luôn miệt mài, công nợ mình chăm lo. Mưa nắng đêm ngày cùng đồng đội, người ép theo luôn yêu đời, tựa sao mãi nơi chân trời. Bệnh Covid SO luôn tận tình, khách hàng mình tin yêu, chất lượng trên hết ân cần và chuyên nghiệp, không kể xa hay gần. Xéo lên phiêu một ngày, kỹ thuật sẽ kéo ngay, nợ mình chăm lo. Mưa nắng đêm ngày cùng đồng đội, người ép theo luôn yêu đời, tựa sao mãi nơi chân trời. Người ép theo luôn yêu đời, tựa sao mãi.